Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò rất quan trọng, là cơ sở thực hiện định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Điểm đáng chú ý nhất của quy hoạch này là đã gắn với định hình không gian phát triển, tái cấu trúc kinh tế. Quy hoạch thiết lập phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội Bình Dương theo mô hình vùng đổi mới sáng tạo. Theo đó, vùng động lực 1, thành phố Thuận An, Dĩ An được quy hoạch thành khu đô thị cửa ngõ đáng sống, tập trung vào khoa học công nghệ và dịch vụ chất lượng cao. Hiện tại, hạ tầng đang quá tải và có nguy cơ ô nhiễm do hoạt động công nghiệp không kiểm soát. Định hướng tương lai là hỗ trợ doanh nghiệp dưới chuẩn, tiếp cận ưu đãi và công nghệ, chuyển dịch lên phía Bắc để giảm tải hạ tầng, sử dụng dư địa không gian để tái kiến thiết đô thị, bổ sung hạ tầng xã hội, phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD, tạo không gian sống hấp dẫn, thu hút nhân lực chất lượng, hình thành đô thị đại học và sinh thái với hạ tầng đồng bộ, dịch vụ và tiện ích hiện đại. Vùng động lực 2 bao gồm Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên và Bầu Bàng. Định hình trở thành trung tâm khoa học công nghệ, thành phố thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của Bình Dương. Không gian động lực này sẽ lấy Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương làm hạt nhân cho sự phát triển đô thị toàn tỉnh, hướng đến xây dựng các đô thị thông minh và nhân văn. Vùng động lực 3 bao gồm Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên là lá phổi xanh của Bình Dương. Không gian động lực này mang đến tiềm năng phát triển xanh qua việc xây dựng các khu công nghiệp sinh thái và tái cơ cấu không gian tiếp nhận chuyển dịch công nghiệp. Chương trình Phủ Xanh kết hợp năng lượng tái tạo sẽ giúp cân bằng phát thải và bảo vệ môi trường. Nông nghiệp hiện đại sẽ được đẩy mạnh để đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái. Sau quy hoạch của Bình Dương đã công bố, Phú Giáo sẽ tích hợp vào quy hoạch của Phú Giáo một cách đồng bộ thống nhất, đảm bảo là quy hoạch của huyện thống nhất và đồng nhất, cũng như là chất lượng và phù hợp với quy hoạch cấp trên. Quy hoạch Phú Giáo thì chia ba vùng, trong đó có một cái vùng rất quan trọng, đó là vùng nông nghiệp công nghệ cao, để chúng ta thúc đẩy cái vùng xanh Phú Giáo, đặc biệt làm sao là nông nghiệp sẽ phát triển một cách là nó thật sự là nó chất lượng và nó nâng tầm của nông nghiệp công nghệ cao Phú Giáo một cách là hiệu quả nhất. Đô thị Thuận An được xác định là vùng đô thị nằm trong cái vùng thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, là một cái đô thị kết nối với là các đô thị phía Bắc của tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là sau khi cái quy hoạch được công bố và chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh cái quy hoạch chung của thành phố Thuận An và sẽ tổ chức triển khai thực hiện cái quy hoạch thông qua kế hoạch cụ thể. Trong đó chúng tôi sẽ chú trọng là triển khai đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để kết nối với không gian phát triển đô thị của các đô thị liên ranh để tạo cái động lực phát triển mới cho thành phố Thuận An và cái động lực phát triển mới cho các vùng giáp ranh của thành phố Thuận An. Với định hướng trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia, Bình Dương sẽ kết nối với các địa phương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chiến lược vùng về hợp tác phát triển. Theo đó, hệ thống giao thông liên kết vùng sẽ được tăng cường nhằm khai thác hiệu quả các trục kinh tế. Quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, vừa tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa giữa các địa phương trong tỉnh, cũng như lan tỏa đến các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.